món ngon bùng vị. Một ước mơ người lính, góp công sức làm giàu cho quê hương. Có công sức của anh và của em, để ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực ở ngày mai. Một ước mơ người lính, góp công sức làm giàu cho quê hương. Em ơi có hiểu cho ước mơ người lính không em? Thấy mình trong đấy đó đồng chí. Ê, ngày hôm nay độ Mixi đã bơi qua sông. Chị hợp lý không anh? Hợp lý không anh? Tôi là độ Mixi và ngày hôm nay là vòng thứ 2 tôi bơi qua một con sông và Tú cũng rất hay. Yeah. So, đối vần tiếp anh, em nghĩ thế nào? Rõ ràng các bạn biết tớ là trai. Tôi nghĩ rồi. Tối về phòng biết. Đồng chí Độ và tôi sẽ kết hợp một cái gì đấy đúng không đồng chí Độ? Ừ, tôi đang định thế nhưng mà không biết được là cái sản phẩm nó hợp với sản phẩm cả hai không. Tôi nghĩ là đồng chí cứ mạnh dạn và tôi cũng sẽ mạnh dạn như đồng chí. Tường lớn chín su, vạt món ngon bùng vị.